Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, đây các bác nhá. Thì đây là cái Jet Pioneer mà bên em xách tay từ Nhật về. Thì đây ạ, đây là cái thân. Cái thân được bảo cái thân của cái Jet Pioneer. Đây ạ. Bên em đã hy sinh một con ra để bên em mở ra cho các bác coi. Vâng, thì cái thân này bao bọc cái phân tần để bảo vệ phía bên trong nó không bị lộ ra ngoài. Vâng, còn rất là nhiều bác đã mua sản phẩm này mà bảo là không có phân tần. Thì đây, hôm nay em sẽ mở cái nội thất phía bên trong cái chép ra. Vâng, được sở hữu hai tụ đấy ạ. Hai tụ và một cuộn cản đấy ạ. Vâng, hai tụ cản chống cháy đấy ạ. Đấy, rất là chi tiết cho các bác nhé. Đây phía bên trong đây ạ. Trên thị trường rất là ít cái dòng này thôi ạ. Vâng, Pioneer. Và đây là chép lụa đấy ạ. Chép lụa rất là mềm. Đây, đây ấn nó lún đấy các bạn. Chép lụa cho cái giải chép giải cao. Nó được mềm, êm, không bị sắc. Thì vâng, đấy là cái chi tiết cái bên trong cái phân tần của cái chép Pioneer. Chép từ neo. Trong neo. Từ neo à? Ừ, từ neo. Neo đi không? Công nghệ neo. Từ neo chép lụa đấy ạ. Xuất hiện ở trên các cái dòng loa cao cấp như JBL 312, 310 đấy. Đấy, xuất hiện trên cái dòng loa JBL 312, 310 đều có cái dòng chép này. Neo đi không? Công nghệ neo. Trông cũng rất là khủng bố đấy ạ. Tôi xin mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Và hôm nay Zika Audio có một cái sản phẩm mới để khoe đến các bác đấy ạ. Vâng, đây là cái dòng chép, dòng chép rời. Và đặc biệt đây là dòng thương hiệu của Pioneer. Đây là hàng tách tay của Nhật đấy ạ. Vâng, Pioneer kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Thì Pioneer có sản xuất ra 50 đôi chép ở trên toàn thế giới đấy ạ. Vâng, 50 đôi và bên em có nhập về được có 10 đôi đấy ạ. Vâng, còn 40 đôi khác thì đang phiêu bạt ở các nước khác. Vâng, thì trước mặt quý vị và các bạn đây ạ. Vâng, thì đây là dòng chép rời để hỗ trợ cho những dàn karaoke thiếu giải chép hoặc dành cho những người yêu giải cam được sáng, sạch và êm. Thì đây là cái dòng chép mà mang được lại cái hiệu quả rất cao. Vâng, thì đây trước mặt quý vị và các bạn đây ạ. Vâng, bên em đang trưng bày bốn cái gọi là hai đôi đi. Rồi và em đang chạy trực tiếp hai đôi ạ. Chạy trực tiếp hai đôi. Thì đây là cái giải nhạc mà đã bên em đang hỗ trợ cái giải chép cao đấy ạ. Vâng, nghe rất là tươi, dễ chịu, rất là sáng mà nó không gây chói. Vâng, em cho nhạc to hơn tí ạ. Vâng, vì sao nó lại hay đến như vậy thì em sẽ nói luôn với các bác bây giờ đây ạ. Vâng, đầu tiên thì em bỏ cái này ra đây ạ. Vâng, trước mặt đây là được sở hữu một cái họng rất là to. Họng chép rất là to đây ạ. Vâng, ở phía trong này được sở hữu một cái logo đặt ngang đây ạ. Và phía trong này có một cái màng lụa. Đây, màng lụa này. Đây ạ. Ấn rất là mềm. Đây, cái dòng chép này ấn rất là mềm. Đây ạ, nún luôn ạ. Đấy, đây, người ta gọi là chép lụa. Ấn rất là mềm để cho được cái chất âm chép, chất âm giải cao. Rất là mềm mại và không bị sắc. Đấy. Và phía sau đây ạ. Vâng, công suất nó là 200W, trở kháng 8 ohm. Dòng này rất hiếm các bác nhé, rất là hiếm ạ. Và cái này có thể bẻ lên xuống được ạ. Đây ạ, để bẻ lên xuống được, chúng ta có thể để trưng bày trên các cái đôi loa mà chúng ta cần hỗ trợ cho giải chép. Trưng bày rất là dễ và kết nối thì cũng rất là dễ. Và đặc biệt cái dòng này là phía bên trong này đấy ạ. Đây, phía bên trong được sở hữu một cái bộ phân tần phía bên trong rất là bí mật.
phân tần và sở hữu hai tụ chống cháy để chúng ta có thể đấu trực tiếp đằng sau âm ly hoặc đằng sau đây mà không bao giờ lo chập cháy các bác nhé. Hỗ trợ rất tốt. Vâng, và xung quanh đây được mạ cái chất liệu rất là sáng. Bằng chất liệu carbon đấy ạ. Vâng, và từ trong đây cũng được mạ đấy ạ. Nhìn rất là sang trọng, rất là đẹp. Vâng, thì nhìn ra xa kia thì cái ánh màu kim loại lên rất là đẹp. Đây, đây là hai đôi mà bên em đang test và giới thiệu. Đây, ánh lên rất là đẹp như các bác nhé. Trông nhìn rất là hầm hố và đặc biệt trông như kiểu khẩu thần công ấy ạ. Rất là khỏe đấy, trông như khẩu thần công. Đây là bề ngang đấy ạ. Đây, bên đây là hàng sách tay tại Nhật đấy ạ. Đấy, bây giờ em cùng các bác trải nghiệm về tiếng chép nhé. Bây giờ em sẽ giảm tiếng chép đi ạ. Rồi, thường thường là cân bằng đây. Vâng. Đây, nhạc không có chép đấy ạ. Đây, đây là các bác so sánh nhạc không có chép nhé. Đây là em thử trực tiếp cho các bác để các bác nghe, đánh giá và trải nghiệm. Và muốn sở hữu cho mình thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Zika Audio. Nói chung cái dòng này rất là hiếm và siêu dị luôn ạ. Vâng, bây giờ em cùng các bác trải nghiệm cái giải chép. Bắt đầu đi ạ. Đây ạ. Em cho to đi một tí. Em quay sát vào hai cái giữa này, em đang đấu dây trực tiếp các bác nhé. Rồi, thì các bác đánh giá thế nào ạ? Vâng, cái tẩy chép nghe rất là dễ chịu, không hề bị chói những cái dòng đánh trực tiếp. Đấy, rất là nhiều bác than phiền luôn, dòng trực tiếp về nghe rất là chói tai. Nhưng dòng này nó có cái màng lụa sở hữu thì nó được làm mềm cái giải cao, giải chép, thì để chúng ta nghe không bao giờ bị chói và rất là êm. Đấy, em mở to tí nữa. Đấy ạ. Các bác thấy không? Rất tí tách, rất hay. Và em đang đấu đằng sau trực tiếp, đẩy đi ạ. Em đấu trực tiếp luôn đi ạ. Và kết nối với đẩy. Em đấu đằng sau đẩy luôn. Đấy các bác, vì thế các bác đấu đằng sau âm ly, đằng sau loa hay đằng sau đẩy đều được. Đấy, vì thế các bác yên tâm, không bao giờ lo chập cháy các bác nhé. Các bác mua cái chép giờ này về, rất nhiều bác sợ là cháy thì rất là lãng phí. Vì thế mà cái dòng này rất là đặc biệt, tẩy phân tần. Em nhắc lại, tẩy phân tần phía bên trong. Trong là cái thân đi ạ, gồm hai tụ và một cuộn cảm. Đấy, một là cuộn cảm và hai tụ để sở hữu. Vì thế các bác sở hữu các bác yên tâm nhé. Vâng, dòng này rất hiếm các bác ạ. Vâng, thì các bác cũng cùng em vừa nghe xong cái chép mang thương hiệu Pioneer và sản xuất tại Nhật. Và đây là hàng sách tay Zika Audio nhập được về 10 đôi, và các bác hãy nhanh tay đăng ký để sở hữu cho mình một cách nhanh nhất ạ. Vâng, sau cùng thì em xin phép dừng video và chúc tất cả các bác mọi miền tổ quốc sức khỏe và thành công. Và các bác khách nào quen của Zika Audio thì các bác hãy quay lại với Zika, và các bác nào khách hàng mới thì các bác hãy là bạn khách hàng thân thiết với Zika các bác nhé. Vâng, xin chào em xin phép dừng video.